Vâng, xin chào các bác yêu lan. Hôm nay em lại có những cái giò lan nó rất là đẹp. Thì thưa các bác yêu lan này, đầu tiên đây các bác làm một giò hoàng thảo u lồi, hay còn gọi là hoàng thảo ngũ tinh nhé. Hàng gần như là nắng trực tiếp rồi các bác này, thân vàng óng luôn. Mã số 1 nhé, hoàng thảo u lồi 150.000 đồng cho mã số 1. Mã số 2 nhé, em đây các bác làm một dòng tam bảo sắc lá xếp nhé. Cái dòng tam bảo sắc lá xếp này thì hoa nó sai các bạn, hoa nó sai hơn là cái dòng lá lướt nhiều. Mã số 2, 3 cây lá xếp như này nhá. Cái này thì nó cứ lên đứng này thôi các bạn, nó cứ lên đứng này thôi, nên là cây nó rất là đẹp. Mã số 2 200.000 đồng, giá hơn tam bảo sắc. Cái dòng tam bảo sắc này thì lá hoa rất là thơm. Mã số 3 vẫn là dòng tam bảo sắc lá xếp như này các bạn nhá. Mã số 3 200.000 đồng. Số 4 các bác nhá. Cây này xếp rụt này các bác này. Giò tam bảo sắc này xếp rụt nhá. Cũng 200.000 đồng. Cái này có 4 cây các bác. Mã số 4 200.000 đồng. Tiếp theo em lên các bác một số dòng đai châu nhé. Đây là dòng đai châu rừng, đai châu hay còn gọi là nghinh sơn xuân ngọc điểm đấy, dòng hoa chơi tết nhé các bác nhá. Này em xem nó có lụ chưa, đang thấy một lụ, hai lụ, ba lụ, hiện tại thì nhìn thấy ba lụ nhưng mà em thấy sưng lên mấy mắt nữa cơ. Một cái cây này nó ít nhất là tầm 3 lụ trở lên nhá. 3 đến 5 lụ cũng có thể. Cây này thì 3 lụ nữa. Vị trí là 6 lụ nhá. Mã số 5 đai châu rừng. 500.000 đồng cho mã số 5. Số 6 này vẫn là đai châu rừng nhá. Giờ này em xem nó có lụ chưa. Cây này chưa thấy có lụ các bạn. Giò này cơ bản là chưa có lụ ạ. Đây là cây một mẹ một con này. Cây này cũng cây mẹ con này. Và một khóm ở giữa đấy nhá. Như này nhá các nhá. Cứ một mẹ một con, một mẹ một con thôi. Vị trí là 6 cây. 3 cặp nhá. Đây nhá các nhá. Mã số 6 đai châu rừng. Rồi lại bác nào lấy thì 700.000 đồng. Mã số 6 đai châu rừng. Mã số 7 này. Một giò đai châu này thì giò này nói thực sự các bác nó quá tít. Đây nhá. Lá gần như không có lỗi gì nhá các bác nhá. Và đang bắt đầu có lụ nhá. Xếp rụt như này nhá, 4 cây đều xếp rụt này nhá. Đấy. Như này nhá. Có một cây bé hơn một tí nhưng cũng là cái dòng xếp rụt, đang có mấy lụ luôn. Cây bé còn đang có lụ, cây bé đang nhìn thấy hai lụ nhá. Cây to thì hai cây giữa là nhìn thấy bốn lụ rồi, hai cây giữa đang nhìn thấy bốn lụ rồi, còn hai cây rìa này mới sưng chứ sao ấy, cũng đang có lụ rồi. Cây này cũng hai lụ, 6 lụ này. Hiện tại đang nhìn thấy 6 lụ này. Còn cây bên này không biết là có hay chưa. 1 lụ, 2 lụ. Vị trí là hiện tại là nhìn thấy 8 cái lụ các bác nhá. Cây này nhìn hiện tại nhìn thấy 8 cái lụ. Lá xếp rụt như này nhá. Đấy. Chất chưa các bác? Đây nhá. Hiện tại nhìn thấy 8 lụ nhá. Mã số 7 đây châu rừng là 1.500.000 đồng. Giò này nó là một giò tác phẩm các bác. Các bác mua về có thể là đưa vào cái chậu này, chậu này khoảng 50 nhá các bác nhá. Các bác mà mua về đưa vào chậu 50.
Giò này cầm lâu rồi. Mã số 7 là 1 triệu rưỡi các bạn. Cái cây lá nó rất là xếp như thế, nó xếp rột như thế. Mã số 8 này, một giò cực chất luôn. Cây giữa của nó phải nói này, nó là đỉnh cao các bạn. Cây giữa của nó xếp rụt rịt ra, lá cong dớn lên. Đấy, ba cây nhá. Mã số 8 Lai Châu rừng, giò này các bác nào lấy thì để cho các 700.000. 700.000 đồng. Cây bé này đang hai lụ này. Cây to này xem lụ. 1 2. Cây to mới nhìn thấy hai lụ thôi. Cây to mới có hai lụ thôi. Cây bé hai lụ là 4. 1 2 3. Cây bé này còn 3 lụ cơ. Cái bé này 3 lụ. Thế là đi 2, 4, 4, 3, 7. Cái này hiện tại đang có 7 lụ các bác nhá. Cây to thì mới nhìn thấy 2 lụ thôi. Nhưng mà cây này thì đã 3 lụ rồi các bạn. 3 lụ rồi. Mã số 8 là 700.000 đồng. Số 8 đây trồng rừng 700. Giỏ đấy đẹp quá. Cây đẹp. Mã số 9 này. Cái này thì đưa vào chậu các bác nhá. Mã số 9 300.000 đồng. 280.000 đồng đi. Mã số 9 280.000 đồng. Lai Châu rừng. Hai cây. Số 10 là một giò sơn tủy tiên hồng đen, mã số 10 400.000 đồng. Cho mã số 10 sơn tủy tiên hồng đen. Em lên một giò Lai Châu trắng nhá. Lai Châu trắng giò này cũng đang có lụ nhá, đang có 1 2 lụ. Hiện tại nhìn thấy 2 lụ. Cây này 2 lụ là 4 lụ. Giò này đang có 4 lụ nhá. Giò Lai Châu trắng này đang có 4 lụ nhá. Mã số 10 là 550.000 đồng. Mười một này, một trụ tam bảo sắc như này nhá. Mã số 11 dáng hương tam bảo sắc, giò này các bác nào yêu thì 500.000 đồng. Mã số 11. Số 12 này, một trụ tam bảo sắc như này nữa nhá, 450.000 đồng cho mã số 12. Giá hương tam bảo sắc. Đây, mặt sau nó đây. Ghép 3 mặt nữa nhá. Tiếp theo nhá. Mời các bác đến một trụ kiều vuông rừng. Hàng rừng nhá, đây nhá. Mã số 13 kiều vuông rừng 400.000 đồng. Mã số 13. Kiều vuông rừng. Cái dòng kiều vuông thì nó dễ hoa các bạn, nó rất là dễ hoa luôn. Các bác có thể làm hoa quanh năm được. Khi mà cây nó khỏe là thậm chí chơi hoa quanh năm luôn. Mã số 14 là một giò đùi gà tròn, thân đẹp như này nhá. Óng mượt này luôn. Vàng ươm. Đấy, nhìn trong bên ngoài còn đẹp hơn bên trong điện thoại đấy. Mã số 15 đùi gà tròn Lai Châu 500.000 đồng. Mã số 15. Vâng, giò lan vừa rồi đã kết thúc video nhà ngày hôm nay. Cảm ơn bạn theo dõi video.